Bất động sản tiềm năng Tiền Giang xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới an lành và thành công trong công việc. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một miếng đất nền mặt tiền đường đan có diện tích là ngang 6, dài 30, 180m² và có 100m là thổ cư, cách đường nhựa khoảng 100m thẳng. Và đây là đường nhựa đường Nguyễn Long, vị trí là ở xã An Thạnh Thủy của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Và ở ngay phía trước màn hình của em, nếu mình chạy khoảng 1 cây số là mình sẽ tới đường tỉnh 877. Còn nếu mình chạy ngược theo cái hướng màn hình trở về sau lưng của em khoảng chừng 1 cây số là mình cũng sẽ tới Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Thủy. Và đây là cái đường đan để mình quẹo vô đất nha. Đây là đường Thạnh Thới. Đường này 2,5 tấn. Đường này tải 2,5 tấn nha. Đường đan này xe du lịch mình vô thoải mái. Đất của mình cách mặt tiền nhựa khoảng 100m thẳng thôi. Đây chạy thẳng ra 100m là mình sẽ tới cái đường nhựa đường Nguyễn Long vừa nãy em chạy vô ha. Còn cái miếng đất mà em giới thiệu cho anh chị á thì xích vô trong đây có trụ sẵn hết rồi. Ở phía trước cái căn nhà đẹp này, đường này đường thông luôn nha. Mình chạy vô trong đó qua khỏi cái chiếc xe kéo đó khoảng chừng 20m là mình sẽ có một cái co quẹo bên tay trái. Và cái miếng đất của mình bắt đầu từ đây, ngay cái cây trụ này ha. Thẳng dài tới ngay chỗ cái cây dừa đó, anh chị thấy có cái cây trụ nằm ngay đó. Đây, cây trụ đây nha, đó. Thì ngang 6 bắt đầu từ ngay cái cây trụ này trở qua. Luôn cái cây này luôn. Ở đây mình hai nền mình có 2 cây nó kè với nhau, thì cây này trở qua bên đây là của nền bên đây, mỗi nền mình có 4 cây trụ. Còn cái nền từ bên đây qua đây cũng vậy luôn, cũng 6m luôn. Ở bên đây thì mình có một cái nền chính giữa này, mình có một cái liếp dừa, dừa Mã Lai cũng đang có trái luôn. Ở đây em có đang có 3 nền. Đây giờ này mới giờ có trái luôn. Và cái clip này mình được 4-5 cây dừa là đang có trái luôn. Ở đối diện với căn nhà đẹp này đó. Ở đây thì hàng xóm rất là thân thiện. Ở cuối đất mình mỗi một nền mình cũng có 2 cây trụ hết luôn. Ở dừa này nó thấp lắm anh chị, em đứng đây là nó cây dừa nữa, cái trái này nó thấp hơn em nữa. Đây anh chị thấy cây trụ đó ha, và ở đây cũng vậy, có 2 cây trụ đôi nè. Mỗi một nền mình có 4 cây trụ hết luôn. Cây dừa này rất là thấp. Ở đây em đang có 2 nền, mỗi nền 6m, ngang 6 dài 30, mỗi nền có 100 thổ cư và có một nền 6m rưỡi. Và cái nền có cái bờ dừa này nè là 6m rưỡi. Cái nền này có 6 cây dừa, cái nền 6m rưỡi này có 6 cây dừa và nó là một cái liếp đất bằng phẳng hết luôn đó, không có mương dũng gì trong đây. Là cái clip 6m rưỡi này, còn lại hai cái nền mét trong 6m này á
thì nó có mỗi nào nó có một cái rãnh đường nước nhỏ nhỏ, nó không phải là cái mương mà cái đường nước cũng nhỏ nhỏ, nhưng mà mình lắp cũng khoảng khoảng chục khối cát. Sổ thì có sẵn hết, anh chị nào mình quan tâm thì liên hệ ngay em ha. Cái nền 6 mét thì hôm trước á, là giá 420 triệu, bây giờ có thương lượng. Còn cái nền 6 mét rưỡi hôm trước là 470, bây giờ giảm giá 450 thương lượng. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại bên dưới màn hình nha. Em sẽ dẫn anh chị mình tới mình xem đất, gặp chủ mình xem sổ luôn nha. Đến đây thì em xin kết thúc video, xin hẹn gặp lại quý anh chị quý khán giả ở video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.